các nguyên âm chúng ta được học đúng không? Ngoài cái phần hơi thở ra thì các nguyên âm chúng ta được học rồi. Đó. Ví dụ như không, không, chữ không là nguyên âm gì? Ô đúng không? Không gian mênh mông quá, không gian, gian là A này, mênh là E này, mông là gọn lại này, thấy chưa? Ô, thấy không? Mông quá, thấy chưa? Đây là cái cách để chúng ta tập. Rồi, thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ cộng thêm, đó là bước giữ hơi nữa. Thì chúng ta sẽ ra như sau: không gian mênh mông quá, nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây. Thấy chưa? Đây mới được nhả hơi này. Thấy chưa? Đúng rồi. Rồi, em hãy về tập thật chậm cho thầy, tập từng chữ một thôi, để cho chúng ta sẽ quen đã. Cái tốc độ không thể nào nó nhanh giống thầy được. Khi nào chúng ta sẽ nhanh rồi thì chúng ta sẽ làm như sao? Không gian mênh mông quá, nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây. Thêm một lần nữa. Không gian mênh mông quá, nhưng niềm vui khi xưa vẫn đây.